Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Phạm Thế Anh, tôi đến từ khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Với xu thế ngày càng phát triển của xã hội, chất lượng cuộc sống không ngừng cải thiện, nhu cầu làm đẹp ngày càng nâng cao, nhất là có hàm răng đẹp để có một nụ cười tỏa sáng. Như quý vị đã biết, nhiều người vì hàm răng chưa đẹp hoặc gặp các vấn đề về răng lợi, mất đi sự tin khi giao tiếp. Để khắc phục, họ phải tìm đến các phòng khám nha khoa, là một trong những địa chỉ đáng tin cậy và uy tín. Các bạn có thể đến với khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng của chúng tôi. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại tiên tiến trên các nước, với đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đội ngũ phụ tá trẻ năng động, nhiệt tình, chúng tôi có thể mang lại cho các bạn sự hài lòng cho mỗi khách hàng.